Rồi tiếp là bán nhiều. Đứa nào phá hai đứa lận. Con trai đó mà dạy đó giỏi anh muốn bữa nay em hớt tóc đó dùm luôn không em hớt cho ba giá luôn chưa muộn, muộn lắm á mất một tiếng á mất một tiếng á muộn lắm á nhưng mà nó sẽ không cho đâu phải dụ nó phải dụ nó không lúc nhỏ thì nó ok lắm cạo đầu rồi à vậy nhưng mà lớn lên á bây giờ